Đây cả nhà, đây là chiếc xe xe lắc inox của một cái mạnh thường quân ở bên Pháp gửi tặng cho em Hưng. Hôm nay là họ giao tới, là mới giao tới. Hưng nói Thảo, Thảo chạy lên quay bên Pháp. Dạ, đây là chiếc xe lắc này là của thương hiệu là Đức Cường, chứ không phải xe lắc kiến tường mà Thảo hay mua. Thì nó xe nào cũng được, mà xe này thì nó khác với xe kiến tường cả nhà. Cái mui nó nhìn nó hơi hơi không có chắc chắn. Thì xe kiến tường thì quý cô chú anh chị coi mấy clip của Thảo là biết, à nó chắc chắn hơn. Tên Hưng chứ không phải tên Nhí, chắc ngoài tên Nhí trong tên Hưng. Hưng ơi, ai mua cho vậy? Dạ. Này, cái này là cái chị ngoài quán nước gửi cho đó. Chị khi quán nước đâu ngoài đó là cái chỗ cụ gửi cho đó. Kiểu mà. Ai biết đâu thì có người ta đem vô cho ngủ tài của anh nữa. Đó, Thảo bật cái điện này cho nó sáng. Cơm nước gì chưa? Ừ, rồi. Ừ. Mới nhận xe luôn hả? À, nhận nãy á. Ừ. Rồi đi thử chưa? Dạ. Đi thử chưa? Thử rồi, không được. Ừ. Rồi giờ xe là để ngoài luôn hả? Đẩy đây cũng vừa nên để ngoài đỡ. Ừ. Đi thử cho anh coi cái coi. Dạ. Bây giờ ra đi thử cho anh coi cái thử. Dạ. Ừ, để cho cái nhà hảo tâm coi chiếc xe, để đồ qua bên đó đi. Phải lấy cái đồ chống mới đi được đúng không? Dạ. Lấy cái đồ chống nó mới đi ra đúng không? Mỗi lần đi ra ngoài nhìn tường đi được. Thôi cầm cái trống đi cho nó khỏe hơn viền tường. Thấy viền tường khỏe hơn. Ai ghê hả? Ừ, vậy thôi đi. Đây là gói đó. Ừ. Đó, gắn đi mà tập cho nó khỏe cái cơ, không thôi lâu vẫn đi là nó teo cơ luôn á. Được không? À không có đợi được hả? Từ đứng dậy thì nó khỏe hơn. Đó, bây giờ để cho Hưng đi ra coi thử chiếc xe lắc coi thử. Chiếc xe ngay đầu hẻm luôn nè. Bình thường nó đi được. Nó cũng đi chầm chầm vậy thôi. Mỗi lần đi thì cũng khó lắm, xe thì không có đưa vô hẻm được, tại vì nó cấn, nó hơi nhỏ, cái hẻm mà vô nhà thì cũng nhỏ, rồi đi vô trong này thì xe không quay đầu ra được, cho nên là không thể đem cái xe vô trong con phòng trò được, thì chỉ có thể bỏ xe ngoài rồi. Đó, để anh coi. Đó, chỉ có thể xe để đây thôi. Đó, anh dẫn tới giờ rồi đó. Cho Hưng đi lên coi thử. Chắc bữa nay giờ chưa có đi bao giờ lần nào đúng không? Dạ. Bữa nay giờ chưa có đi lần nào đúng không? Xe hả? Ừ. Có nãy thử đó. À, hồi nãy thì thử thôi chứ từ trước giờ là chưa có thử. Ừ.
nắng không? Chưa có quen á. Từ từ thì mới quen, cái gì cũng phải vậy, từ từ mới quen được. Đó. Rồi. Xoay lại, ổng rồi. Giật tới cái, rồi mới lui lại, đó. Từ từ mới quen, rồi lui lại đúng rồi. Lui lui sau nữa rồi đúng rồi. Xoay lại xoay kiểu kia. Đúng rồi. Chưa có quen á, nhưng mà từ từ, cái gì cũng phải từ từ. À. Đi thẳng thì nó dễ rồi, nhưng mà đến cái đoạn cua hơi khó, đến cái quay cua rồi là phải khó. Từ từ mới quen à. À, mà phải từ từ mới quen được. Ta chạy dữ lắm, nhầm thằng nó chạy thì sợ luôn. Dạ thì cái đó thì quen rồi. Rồi được rồi đó. Đó, thì thấy ngon lành rồi đó. Chào cả nhà, hôm nay Thảo trở lại thăm em Hưng nhé cả nhà. Hôm nay có được cái anh ở bên anh Lộc ở bên Pháp á, anh tặng cho em Hưng chiếc xe lắc và vừa nhận được xong luôn. Rồi anh có anh Lộc có nói em là cái gì không? Bữa anh nói em là nhận xe lắc chưa? Nếu nhận rồi báo anh tiếng. Nhưng mà em đâu có báo được. Dạ, lấy em gọi không được. Em gọi được qua Pháp đâu. Tại anh nói là Hưng biết có Zalo không mà em đâu có Zalo đâu đúng không? Tạo qua chú Đập kia em tạo rồi. Tạo chưa? Rồi. À có Zalo rồi ha. Đúng rồi. Mà máy đó là sao mà Zalo được? Không, có máy rồi. À có máy hả? Dạ. Có. Có cái máy kia mới được chứ còn cái máy mà máy máy cùi bắp đó thì không có Zalo được. Dạ. Rồi anh hỏi thăm cái bữa đến giờ có cái anh nào ở trên quận 12 có gọi nói lên chăm cứu rồi gì không? À có, hôm qua gọi cho em. Em nói là sao? Em thấy đi xa quá hay sao vậy? Thì em kêu anh nhắn địa chỉ là cái gì thì em kêu bạn trở lên. Anh nói nếu mà chăm cứu ngày đặt thì có 10 ngày đầu có tác dụng thì làm tiếp mỗi ngày làm tiếp. Mà có tốn tiền không? 2 ngày đầu thì anh nói miễn phí tiền thuốc, còn có quyền ảnh bấm dùm không có tiền. Mấy sao phải tốn tiền thuốc. Tiền thuốc nhiều không? Đầu ra 100 ngàn. Thì coi nếu mà làm mà có hiệu quả thì Hà làm nha, chứ không thôi làm rồi cũng có tốn tiền tốn bạc mà cũng có ho lành á, thì đừng có làm. Ví dụ em cảm thấy em làm em đi được á thì Hà làm, chứ đôi khi ngày 100 ngàn mà tiền giờ mình cũng có mà làm thì tốn kém nha. Tùy kiểu 2 ngày nữa lên, 2 ngày là lên hả? Thì đó, thì cái đó anh cũng biết là tùy cơ địa của em thôi, rồi tùy em điều trị sao thì điều trị ha. Rồi mấy bữa nay công việc làm sao rồi? Em mới làm thử thôi, làm mới hôm qua hả? Dạ. Được không? Thấy cũng được, không có gì khó. Dạ. Mình quen rồi mốt quen tay thì làm nhanh. Rồi chán cái nhãn thuốc hả? Cái nhãn dầu hả? Dạ. Rồi bàn chờ ra đó hay sao? Bàn chờ. Thì đây ra đó thì em có thể là nếu mà không có bàn thì em có thể lên xe lắc đi được. Dạ. Đây ra đó gần mà đúng không? Gần. Nhưng mà không biết có lắc có lên có được mấy cái dốc không á. Tập dần đi, cứ tranh thủ giờ nào cũng ra ngồi lên xe mà tập đi cho nó cứng cáp, cho nó quen á. Chiếc xe mình lúc đầu anh thấy em đi còn hơi lòng cổng nhưng mà dần dần sẽ quen. Rồi nếu mà ví dụ làm gì nhận dầu thì tùy thôi. Nếu mà làm nhận dầu được ngày thu nhập mà tốt 5-70-100 ngàn thì ngồi trong bát thì cũng khỏe. Còn không thì em có nghĩ đến cái việc đi bán vé số không? Nếu mà anh tự làm công việc này không được thì dạ coi thì không biết thì cứ làm thử đi ha. Tại vì có xe rồi, giờ muốn đi đâu thì lắc những cái tuyến đường vòng vòng chỗ em ở đây đi được mà, đường đây toàn đường ngon hết mà. Rồi sao, có chiếc xe gì có phấn khởi không? Để mà đi lại chứ không thôi mình ngồi một chỗ cái nhà nó buồn. Nhưng mà cố gắng tập luyện đi nhiều á, để cho người cái cơ mình nó không có bị
Nó bị teo lại á, mình vẫn bị mà người tù không là teo cơ luôn á em. Ừ. Rồi có một đó, lấy cây tập. Ừ, lấy cây này tập đi ha. Cây này thì em vừa hôm anh có chị rồi mà đúng không? Muốn nâng cao lên thì em nâng lên nữa không? Được. Ừ. Tại tùy theo chiều cao của mọi người á. Muốn đi dễ thì cứ nâng cao lên nữa, còn muốn thấp thì hạ nó xuống thôi. Cái này nó có điều chỉnh, nó có cái nút điều chỉnh đó mà. Ừ. À rồi anh tại vừa nãy giờ cũng có cái chị ở dưới Vĩnh Long á, chị nói là ở xuống dưới đó thì chị cho miễn phí nó ăn miễn phí rồi bấm huyệt rồi chữa trị luôn, rồi chị tài thọ ở miễn phí luôn dưới Vĩnh Long á, dưới cái chỗ cái trung tâm chị nuôi mấy người già mấy người tàn tật vào luôn á. Thì Hưng hỏi giùm chị, nhờ Thảo hỏi giùm Hưng có muốn thì chị nhận Hưng về đó rồi ở ăn ở dưới đó thoải mái, khỏi lo gì hết về chuyện ăn ở gì hết á, khỏi lo tiền trọ tiền đồ. Thì anh cái đó anh cũng biết nữa, để ghé hôm nay ghé qua hỏi Hưng có thử. Thì nếu mà Hưng muốn anh cho số điện thoại thì sau này cũng được. Không có muốn thì cứ liên lạc với chị, nói là em nghe anh Thảo nói vậy đó. Thì em muốn về thì cứ liên lạc với chị đó thôi. Đó là cũng là một cái bước đi nữa sau này cho em, nếu ví dụ mệt mỏi không muốn đi làm đi đồ hay là gì thì cứ về dưới đó. Cái đó thì dưới Vĩnh Long nha. Dạ. Dưới Vĩnh Long thì cũng xa đó, cách Sài Gòn thì cũng đi khoảng tầm 3 tiếng mấy 4 tiếng đồng hồ đi xe á, đi xe khách về á. Đó là cái chỗ đó thì anh Thảo thỉnh thoảng cũng có ghé, là chị nuôi mấy cái người mà neo đơn này, không có người thân rồi mấy người bệnh tật đó, chị có ở không luôn, chị xây lên mà cho ở không miễn phí, ăn cũng không có tốn luôn. Dưới đó gạo thóc thì người ta tài trợ, người ta cho gạo á, rồi đồ ăn thì cái chị đó ra tiền mua đồ ăn, mua mắm muối gạo đồ ăn thịt cá có gì ăn đó vậy đó, đại loại là vậy. Rồi có bên đó họ có cái nhóm là họ bấm huyệt đồ hỗ trợ cho mình luôn đó. Đó là một cái chỗ. Thì nếu mà ví dụ em suy nghĩ đi, cứ suy nghĩ thêm đó. Để em thử đây rồi. Ừ. Thì đó là anh có một cái chỗ thì anh họ nhờ anh nói thì anh nói cho Hưng vậy đó. Ví dụ em cảm thấy sau này mà em mong muốn cái gì đó thì em cứ gọi điện cho anh, nhắn cho anh. Đó em Thảo ơi, em thấy cái chỗ bữa hôm anh giới thiệu đó là sao cho em, cái chỗ đó em liên lạc để em về thì anh cho thôi ha. Vậy đó. Thì hiện tại bây giờ thì mọi người rất là tạo điều kiện cho Hưng đó, giúp đỡ cho Hưng hết mình luôn rồi đó. Thì gắn phấn đấu đi, cố lên. Dạ em cũng cố. Ừ. Bây giờ là, nhưng mà trong nhà anh thấy là sao thiếu thốn mọi thứ vậy? Em không sắm được mà anh. Em không muốn sắm hay sao? Em cũng đâu cần gì dữ lắm đâu. À, thì không cần ha. Gì đủ mà. Đủ chưa? Dạ. À. Chứ anh thấy trong phòng có gì hết, nhưng mà cũng có mấy anh chị cô chú muốn cho Hưng cái này cái kia, mà anh nói cái Hưng có dùng đến không á thì hỏi thử cái đã, cái xong rồi mua rồi vẫn dùng đến thì nó cũng lãng phí. Đó. Rồi bữa hôm anh nhớ có người gọi điện cho anh nói cho anh để lấy xin địa chỉ với số điện thoại Hưng để cho Hưng cái nền, mà không biết có chuyện tới chưa, không biết. Đâu có thấy gọi đâu. Không có thấy gọi hả? Dạ. À, nói là muốn hỗ trợ chuyện cho Hưng một cái tấm nền để Hưng nằm, nghe nói vậy đó. Thì anh có nhắn số rồi đó mà chưa không thấy gọi. À, thì cũng... à rồi anh hỏi thêm cái chuyện mà chán nhàn cái là mới đi thử việc một bữa đó hả? Dạ, thử phải cái gì đó gì liên. À. Chưa thử. Rồi. Thì em có thử mốt nếu được thì nhận về nhà làm luôn. À, nhận đem về đây làm luôn. Dạ. Rồi ai chờ về? Cái đó nhờ bạn em được. Nhờ bạn trở về. Dạ. Xong rồi giảng xong rồi đem lên cho chị. Dạ. Đó. Dạ. Ở về cũng được. Đây cũng gần rồi. À. Em chạy lên đem lên cũng được. À. Ừ. Thôi giảng đi ha. Dạ. Tại mọi người rất là thương mình á. Thì mình cố gắng phát huy. À, rồi lo cho cuộc sống thì ai cũng nói vậy đó. Thì thấy Hưng thì thương, nhưng mà mọi người còn giúp được cái giai đoạn đầu lúc mà video lên sóng thôi á. Mai mốt dần dần mọi người làm quên thì Hưng phải tự lo cho bản thân thôi á. Chứ không ai giúp cho mình hoài được đâu á nha. Bây giờ là có đầy đủ mọi thứ rồi này. Tiền nhà trò gõ này, em còn được dư thêm một khoản để dành
mà sinh hoạt lúc mà chưa có việc á, rồi có cái anh ở bên Pháp cho xe lắc này, rồi bây giờ kiểm định cái công việc nữa là mọi thứ là ổn rồi. Dạ ổn rồi. Ừ, ổn chưa? Dạ ổn. À, rồi bây giờ bà nội có ghé thăm không? Không. À, muốn lần bà muốn lên mà em đâu cho đâu. Không cho bà nội ghé. Em lên xuống dưới thăm đi. À, về thăm bà nội thôi. Dạ. À, thì mai mốt là khi mà đi làm được rồi á, ổn á thì về thăm ba thăm đồ tới ha. Ba thì em một thứ ba mà đúng không? Em không biết nhà. Không biết nhà ba hả? Không. Là gì? Là có nghĩa là em rời nhà bao lâu rồi? Ba rời đi bao lâu rồi? Ba với gì á? Ba với gì? Thì lúc ở đây phòng trọ người ta đổi á thì là ba đi riêng. Đi dọn chỗ khác, dọn bên kia. À, mẫn biết chỗ. Ừ. Bây giờ ba với dì thì ở riêng rồi đó ha. Ừ. Vậy thôi gắng làm đi nha. Yeah. Anh Thảo ghé thăm cái giờ thôi. Em có muốn nói gì không? Em cảm ơn. Em xin cảm ơn cả mọi người, cảm ơn cái nhà hảo tâm. Cảm ơn. Cảm ơn anh Lộc cho cái xe lắc nữa. Dạ dạ. Cảm ơn chú Lộc. Có nói với chú chưa? Có nói rồi. Ừ, thì có nói rồi nhưng mà thông qua video thì cũng nói lời cảm ơn ảnh đi, ảnh hỗ trợ vậy đó. Yeah. Ừ. Rồi cảm ơn tất cả nhà hảo tâm bữa nay giờ cũng hỗ trợ cho em Hưng từ đầu đến cuối luôn, từ cái lúc mà Thảo quay em Hưng còn ở ngoài vọng đến bây giờ luôn. Thì hiện tại thì thấy cuộc sống của em Hưng thấy nó ổn hơn trước rồi cả nhà. À, mọi thứ nó tương đối rồi. À, và Thảo cũng rất là cảm ơn nhiều nhà hảo tâm tiếp tục cứ liên tục gọi điện. Muốn chia sẻ thêm với anh Hưng nhưng mà Thảo nói thôi tạm thôi, hoàn cảnh này hiện tại thì tạm thời ổn rồi. Mọi người giúp về là rất là mừng rồi, thôi tiền trò cũng được 10 tháng rồi, có thêm một chút kinh phí nữa rồi, và bây giờ đang kiếm một công việc Hưng đã thử rồi, nếu mà ổn thì cái nhân vật này là tạm ổn rồi cả nhà. Rất cảm ơn tất cả mọi người xem video của kênh Khám Phá Vùng Quê và giúp đỡ cái nhân vật em Hưng. À, để cho em Hưng có một cái cuộc sống tốt hơn, không có phải ngủ ngoài đường mưa gió liên tục. Hưng là rất là hên đó, trước đó mà anh quay là chưa có mưa đúng không, mà mấy ngày nay mưa liên tục luôn. Nay mưa lớn. Mưa lớn chứ không thôi cái cảnh mà nằm ngoài đường không biết làm sao luôn á. Rồi vậy thôi, anh chào Hưng ha. Anh chào.